Thưa quý vị, thưa các bạn, năm học này, thành phố Cần Thơ có 16.500 học sinh lớp 9. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển là 11.500 thí sinh. Để giúp thí sinh tham gia tốt kỳ thi, thời gian qua, tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tổ chức đợt ôn thi cao điểm và đến nay đã vào giai đoạn cuối. Ghi nhận sau đây của phóng viên Đài. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, năm học này có 298 học sinh lớp 9, trong đó có 233 học sinh thi vào lớp 10, 65 học sinh có nguyện vọng vào học các trường nghề. Chuẩn bị cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay, trường tổ chức ôn tập cho học sinh, có sự đồng thuận hỗ trợ kinh phí của phụ huynh. Những học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo được trường hỗ trợ giảm học phí. Để công tác ôn thi đạt kết quả tốt, trường chọn những giáo viên tâm huyết, kinh nghiệm tham gia ôn thi cho các em. Cô đã ôn những kiến thức từ hồi học kỳ 1 cho đến bây giờ và củng cố lại những kiến thức đã học cho giải những cái dạng bài tập của tiếng 10 để em có thể làm quen được trong cái những cái dạng đề. Giáo viên còn hướng dẫn các em các cái kỹ năng làm bài, rồi chẳng hạn khi làm bài thì phải chú ý tới các cái điều kiện và khi làm bài xong thì phải đối chiếu lại các cái điều kiện. Năm nay là năm thứ 6, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 cho tất cả 29 trường trung học phổ thông. Nên trong thời gian qua, ngoài tư vấn, định hướng cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp, thì tất cả 100% trường trung học cơ sở ở thành phố tổ chức ôn thi ngay từ đầu hoặc giữa học kỳ 2, chuẩn bị tâm và thế cho học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Từng tổ chuyên môn soạn đề cương ôn thi, nội dung bám sát chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9. Ngoài ra, tùy theo đặc thù, mỗi tổ chuyên môn sẽ có những phương pháp khác nhau để ôn thi theo trình độ từng học sinh. Em thi trường Trung học phổ thông Vũ Nghĩa. Trong kỳ thi tuyển sinh, thầy cô dạy cho em các kiến thức cơ bản tới nâng cao, dạy cho em các bài tự luận, trắc nghiệm. Tới thời điểm này thì cơ bản thì các trường đã hoàn thành. Thì trong chỉ đạo chúng tôi cũng đã lưu ý các trường là trong quá trình triển khai thực hiện thì có phân loại học sinh để mà bồi dưỡng các em theo nhóm, theo lớp. Chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em kiểm tra, thi thử để khảo sát sơ bộ về năng lực của các em. Để từ đó thì làm cái cơ sở để các em tự rà soát đối chiếu với cái năng lực bản thân của mình. Đến thời điểm hiện nay, công tác ôn thi ở tất cả các trường trung học cơ sở vào giai đoạn cuối. Ngoài ôn thi thì giáo viên còn hỗ trợ hướng dẫn học sinh có một tâm lý tốt để tham gia kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 được tổ chức vào các ngày 7 đến 9 tháng 6 năm 2022.